Một câu danh hiệu Phật Sáu căn đều nhịp Tức sáu căn tự đoàn chánh Linh Phong ngẫu Ích Đại Sư Hai câu này là Ngài nói Danh hiệu Phật rơi vào loạn tâm Loạn tâm không thể không là Phật Tâm đã là Phật Sáu căn tự nhiên đều là Phật Đây là nói đến pháp môn niệm Phật. Ít nhất mỗi ngày lúc dụng công trong thời khóa tu hành hàng ngày Sáu căn chúng ta chắc chắn không duyên cảnh giới sáu trần bên ngoài Quý vị đang niệm Phật Nhìn thấy có người đi qua Vẫn cẩn thận nhìn một cái Quý vị bị họ ảnh hưởng rồi Tâm quý vị hướng ra bên ngoài rồi Nghe bên ngoài có âm thanh Bất luận là quý vị thích hay là không thích Chỉ cần quý vị có phản ứng Nhị thức của quý vị chạy ra bên ngoài rồi. À, Như thế nào thương bởi thương thu nhiếp sáu căn? Lúc niệm Phật, trong tâm chỉ có Phật. Những thứ bên ngoài không nhìn thấy. Âm thanh bên ngoài không nghe thấy. Vì sao vậy? Sâm không để ý. Thấy mà không thấy Nghe mà không nghe Tâm này là gì? Chính là tâm thức Nhãn thức quý vị thu lại rồi Thấy mà không thấy nữa Nhĩ thức thu lại rồi Nghe mà không nghe nữa Điều quý vị nghe thấy Thứ quý vị người thầy Chỉ là một câu danh hiệu Phật đây gọi là phản gian gian tự tánh Tánh thành vô thượng đạo đây là thứ gì niệm phật ta muội hiện tiền rồi đây chính là sáu căn câu nhiếp sáu căn tự đoan linh phong đại sư nói hai câu này rất hay tâm của chúng ta vốn là vọng niệm rất nhiều vừa tập trung vào cầu niệm phật vọng niệm liền không còn nữa vọng niệm toàn trở thành a di đà phật rồi tâm đã là phật sáu căn tự nhiên đều là phật Sáu căn là Phật Nói với quý vị rằng Sáu trần đối tượng của sáu căn cũng là Phật Đây là thật chứ không phải giả Nên nói Ai mắt miệng mũi Đều tự đoan chăng Tự đoan chăng Một câu danh hiệu Phật Sáu căn tự nhiên đoan chăng Tự nhiên thân tâm tịnh khí Tương ứng giới thiền Thiền này là gì? Tâm này là Phật vậy Đây là thiền Hoàn toàn trở về với tự tăng Quý vị dụng công Công phu này là Tâm này làm Phật làm phật gì làm tâm này là phật trong kinh đại thừa phật thường nói vốn là phật quý vị vốn là phật hiện tại tâm này là phật quý vị liền trở về địa vị cũ tâm này làm phật tức là trở về địa vị cũ Đây là chân thiện Tuyệt đối là thiện Đây không phải là tương đối